trồng một cây bằng lăng đường kính khoảng 25, cao khoảng 6 mét. Nên ra để ông cây ổ hạ thấp xuống cắt. Hạ xuống dưới luôn, hạ xuống dưới luôn rồi mới cắt. Rút lại á, rút lại là tự nó xuống à? Rồi rút cần lại đi. Cho đứng thẳng ấy. Chết mẹ rồi, cái mấy cái đầu đó mai mốt sau ghép ta. Hạ xuống em tè đầu lại đi. Hạ anh xuống rồi, hạ xuống giùm em đi. Quên. Cho nằm xuống hướng này nè. Cho nằm xuống tí đi. Nằm xuống tè đầu để mai mốt ghép nữa. Mai mốt ghép thì mai cũng phải bắt này đâu á. Có mình phải tè trước. Đây để im coi. Đây nè. Vừa có chừng gãy này. Để vậy luôn á, nghiêng xuống luôn. Ôi dồi, nó lột hết cây luôn. Không phải, cái chỗ kia nó lỏng lét. Lấy cái cưa giùm em ơi. Cái cưa tay á. Rồi, xuống đi. Ê, cái cây kia kéo. Cái cưa ở trên xe hay sao á? À, kìa. Đưa lại cắt đi, em quay cho em ấy. Cầm em quay em á. Quay em. Được rồi, đừng đó đất ơi. Thì đó vừa hả ông la kìa. Đây cây sen bình long đây. Bằng lăng tím đây. Đây. Chia sẻ bật hiếu. Mà cắt bò thì ngân ngẩn mà ghép. Móc từ đâu luôn, móc từ đây luôn. Đường nào chỗ đó chuột ra thì bè đâu đó rồi mà sạt chuột chát. Đường nào nó khuất cái này thôi. Dây là nhắm cả ông thứ tư cầu để cho người ta sửa cái dây cái đây. Dài quá nhiều. Ông làm cho mình ông thế này mà cái xe của ông kỹ là cố. Ông là mồm làm để mà nghĩ có hết ra. Tạt bò này đây. Cần ráo ghép à? Hả? Bắt dần ráo ghép à? Mai mốt bắt dần ghép á. Ôi cây đó đây răng nè. Hả? Bắt dần ráo. Mai mốt bắt dần ghép. Bây giờ ghép đâu được đâu. Giờ biết nó sống chết ghép. Cái bừng lăng này thì có chứ mới sống. Nhưng mà cũng không ghép được. May là mày bừa là mày biệt sao không? Nhưng cái cây chết rồi. Quay em đi. Tại rồi. Tắt hả? Ờ. Mực nguồn đâu? Ừ, tao bỏ về đây vậy. Còn không? Không còn. Còn không? Không còn.